Chào mọi người nha. Mình lại tiếp tục làm những video chia sẻ cho mọi người những ban bệnh của bếp từ nha. Cái bếp từ hôm nay mình đang sửa có thương hiệu là Kangaroo nha, model như thế này. Model mới của dòng Kangaroo hiện nay đấy. Nó thay đổi tên thôi nhưng mà rất là giống những cái model trước và bán trên thị trường cực nhiều. Thì nó đang ở chỗ đỗ chờ nên nó sẽ nhấp nháy như này nhá. Và chúng ta để ý mình bật on này. Nó báo lỗi E3 luôn. Như vậy là con này có lỗi E3 nhá. Và như mình mà không cho lồi mình rút ra cắm điện để nó thoát lỗi này và mình on đấy. Nó vẫn E3. Mình bật lại này. Như vậy là nó E3 nhá mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ tham khảo E3 hay là lỗi gì nhá. Mình mở nó ra đã. Mình đã tháo cái lõi của nó ra, mọi người để ý này, đây là cái bếp rất là mới nhá. Và chúng ta quan tâm là cái mã bo như này nhá, thì có thể nó sử dụng nhiều model bếp từ khác nhau nhưng vẫn trùng mã nhá. Đây là một cái model bếp mới nên mình cũng không rõ bếp lỗi này, lỗi E3 nó là ở vùng nào, nhưng mình đang nghi ngờ dòng lỗi E3 hoặc E4 là nó liên quan đến cái đường nhận biết điện áp đầu vào. Thì cái đường nhận biết điện áp đầu vào nó sẽ có hai đường, một đường nhận biết cái độ tần số là 50 hay 60 Hz, và một đường nữa là nhận biết cái độ lớn nhỏ, tức là điện áp ở 180 hay 200 hay 220, đấy là độ lớn nhỏ. Thì chúng ta để ý nhá. Đây là hai con điện trở của 820K là lấy phân áp của trên hai đầu âm từ để về đường nhận nồi này, thì mình cũng đo test thử nhá. Và đây chính là cái những con linh kiện liên quan đến đường nhận biết điện áp đầu vào ấy. Đầu tiên điện áp AC, sau khi chỉnh lưu cầu chưa được tụ lọc ấy, đi qua một con 200K, sau đó sẽ chia thành hai nhánh. Hai nhánh, mỗi nhánh nó có một con 820K nữa, thì nhánh có con 820K song song một con tụ này, thì nhánh đấy là nhánh nhận biết tần số. Thì thông thường cái nhánh đấy điện áp bao giờ cũng thấp hơn cái nhánh mà nó có chỉ có con 820K phân áp thôi, và trên cái đường này nó đi về tới một chân của vi xử lý ấy, thì nó luôn đi qua đi có một con tụ lọc 4,7 mi hoặc 10 mi mọi người nhé. Thì đường đấy là đường nhận biết độ lớn nhỏ. Thì bây giờ mình sẽ ghim điện, mình sẽ đo cho mọi người tham khảo để mình bắt lỗi nhá. Mình chưa tháo hẳn ra mà mình mới tháo vỏ nó như này thôi. Thì GND đây đây này, mình sẽ lấy GND đây. Mình không cần đo nguồn nó luôn bởi vì là nó đã có nguồn rồi, nó báo lỗi được mà. GND này. Và đây là một đường của nhận nồi này. Chúng ta sẽ thấy nó được 0,74 đấy nhá. Mình vừa nghe điện thoại tiếp này, đường bên này này. Đấy, đường bên này đường xe sò đấy, nó cao hơn một chút nhá. Khi để chúng ta hiểu là khi có lồi thì bên này nó sẽ sụt áp so với bên kia, mà như vậy là nó không phải lỗi trên đường nhận nồi đâu. Và bây giờ mình sẽ đo trên đường nhận biết điện áp đầu vào nhé. Thì nó phân áp qua con 200K đầu tiên này, thì điện áp tại đây nó là 148V nhé. Nó sẽ đi vào hai đầu của hai con điện trở này, sau đó đi sang bên này đường nhận biết tần số này, được 3,6V, quá cao nhé. Bình thường này nó chỉ khoảng 0,8 cho đến gần 1V thôi. Thì là con bên này đã bị mất rồi. Thì như vậy là chúng ta xác định là con điện trở 820K của đường nhận biết độ lớn nhỏ cái điện áp là bị mất nhá. Bị đứt nhá mọi người nhá. Đấy, mà chỉ cần vài thao tác vài phép đo là mình đã tìm ra con lỗi nhá. Và hôm nay mình sẽ sửa theo cái kiểu lười một chút. Như một số bạn hay nói là kiểu sửa trong một đốt nhạc ấy. Là mình sẽ cắt con điện trở ra, mình thay con điện trở khác luôn. Mình không tháo min nữa nữa. Không cần tháo min thay dưới nữa, mình cắt như này để mình vẫn có hai cái đầu chân này này, và mình sẽ hàn con điện trở khác vào nhé. Thì đợt vừa rồi mình có tìm được một lô ngày xưa mình mua điện trở 820K này. Nhưng hôm nay mình sẽ lấy một con điện trở 820K tháo những trên bên xác này thôi. Thì con điện trở này chúng ta sẽ để ý nó giống, hoàn toàn giống chức năng ở con điện trở nhận nồi này. Có thể là trông nó bé này thôi nhưng mà có thể là nó chịu đựng tốt hơn, do đó mà nhà sản xuất họ sử dụng. Chứ con bo điện trở này mình thấy nó không 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 tốt bằng. Nên mình sẽ sử dụng con 820K mình thay vào nhé. Sau đó là mình sẽ đo cho mọi người tham khảo là điện áp nó có và bếp nó xịt hết báo lỗi. Sửa kiểu trong một đốt nhạc. Không cần tháo ra, chỉ cần đo đạc qua, phát hiện ra lỗi rồi mình thay con khác thôi. Và thay lười theo cái kiểu là không cần tháo điện trở ra mà cắt lấy chân. Đó, mình đã thay xong nhá các bạn nhá. Hơi xấu một chút nhưng mà mình nghĩ là nó ok thôi. Và mình sẽ đo cho mọi người tham khảo về cái nguồn của nó khi mình đo than ấy, mình thay nó nhá. Đường bên này vừa nãy là tận hơn 3V đấy thì nó đã tụt rồi. Sao tụt thấp nhỉ? À, thế thì khả năng cái đường này đường nhận biết tần số rồi các bạn ạ. Đường bị chết là đường nhận biết tần số nhá mọi người nhá.
do cái đường này nó không còn, nó bị hỏng nên do đây nó không không chịu tải trên cái đường đấy, do đó mà cái đường bên này nó bị cao hơn một chút đấy mọi người ạ. Như vậy là 2,8V đẹp, đường này nhận biết độ lớn nhỏ này của điện áp này. Như vậy là con tụ này trông gần như với con này thôi, nhưng thực tế là con tụ này nó nấu song song với con tụ bên ngoài, con điện trở bị chết bên ngoài nha mọi người nhé. Như vậy là nó có điện áp rồi chứ không phải một đấy nhá. Bây giờ mình sẽ lắp vào mình test thử nhá, xem nó có báo E3 nữa không. Như vậy là lỗi này là lỗi trên đường nhận biết tần số chứ không phải nhận biết độ lớn nhỏ. Đa số mình hay gặp lỗi trên đường nhận biết độ lớn nhỏ cơ. Mình ghim điện này, bật nhá. Đấy, nó báo E0 rồi chứ không phải là báo E3 như vừa nãy nhá. Và mình đặt nồi lên này, nó bắt nồi ok và nó chạy bình thường mọi người thấy không. Mình tắt đi này, mình bật lại này, nó đã bắt nồi ok các bạn nhé, chạy ok. Ôi rồi dòng ăn cao kinh, chắc là con này nó thiết kế như vậy, dòng mới ra mà. Như vậy là mình đã sửa xong cái lỗi một bếp từ, chiếc bếp từ hãng Kangaroo model là KG201IH1 này với cái lỗi E3 nhá. Mình sẽ kết thúc video này ở đây nhá. Các bạn xem các video của mình thấy hữu ích nhá, hãy like và đăng ký để có thể cập nhật được nhiều video khác của mình. Video tiếp theo mình sẽ sửa một chiếc máy hàn điện tử. Chào các bạn nhé.